là một á, là lúc nào ông giữ cái tua máy 14, 15, 14, 15 đi đều từ trên xuống luôn đó. Thứ hai nữa là để tua máy lên 16, 17, 15, 16, 17 sau đó đang thắng sâu xuống còn tua máy 10 ha, rồi các bạn thả ra để chờ cho tua máy nó lên nữa, trong thời gian nó lên nữa rồi các bạn thả ra thắng sâu xuống, thả ra thắng sâu. Hello, xin chào các bạn. Mình giờ đang ở trên đỉnh đèo Bảo Lộc các bạn. Đây, đèo Bảo Lộc đây, mình sẽ thu lại các bạn xem ha. Đó. Mình đang ở trên đỉnh đèo Bảo Lộc ha. Trước khi đổ đèo thì mình xuống kiểm tra coi lớp vỏ đồ nó như thế nào. Kiểm tra coi có cái vỏ nào xì không, vỏ bố có nóng hay không trước khi mình đổ đèo. Đó, trời xe hôm nay mưa quá, ngày nào cũng mưa cho nên là xe nó hơi dơ các bạn. Rồi thì là mấy cái xe bên kia là nó đang người ta sử dụng nước khi đổ đèo cho nó đỡ nóng tăng bua các bạn, thì người ta đang đổ nước đó, còn mình xe mình thì không cần đổ nước, mình đi xuống luôn. Đây là trên đỉnh đèo Bảo Lộc các bạn. Không, mây mù che phủ rồi không? Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video chia sẻ về cách riêng của mình đi đèo. Khi xe có tải, xe mình là xe đầu kéo. Khi xe có tải thì mình đổ đèo sao cho nó an toàn. Thì ở đây là mình đang trên đỉnh đèo Bảo Lộc nè. Giờ là mình xuất phát nha các bạn. Các bạn thấy mấy cái xe kia nó chở hàng xá nặng. Rồi mình đi nha các bạn ơi. Mở mới lạnh lên cho nó mát. Rồi cũng đang chuyển mưa. Thì nếu các anh chị em cái nguyên tắc khi mình đi, mình biết cái con đèo đó nó cao hay là nó như thế nào đó, thì cái nguyên tắc để cho an toàn nhất thì các anh chị em tới đầu đèo mình kiếm một chỗ nào đèo nào có cái chỗ để mình dừng chân lại, dừng xe lại để mình kiểm tra vỏ lốp đồ này kia nọ có nóng hay không. Còn xe nào anh chị em nào mà sử dụng mà tăng bua thắng, xịt nước vô tăng bua thắng thì bơm nước, còn như xe mình đây không cần thiết thì khi tới đầu đèo mình đá thắng, mình đá thắng nhẹ cái thôi, cho kiểm tra cái độ an toàn của cái thắng của mình á, cái phanh của mình nó còn tốt hay không. Đi đi đèo mà đi xe hàng nặng tải nặng lên đục thì mình sử dụng cái số cân đối vừa phải tùy theo từng loại xe. Cái số xe có xe thì số 12, số 13, số 14 số thì người ta đi số lớn, số nhỏ như thế nào mình cân cho phù hợp. Như xe mình đây là đang đi chở vừa xác vừa xe vừa hàng luôn, tổng trọng tải là 52 tấn thì mình sẽ đổ số 7. Đổ số 7 sử dụng combo các bạn, phụ trợ thắng. Có nhiều bạn kêu mình làm cách sử dụng combo khi đổ đèo thì combo nó có nhiều dạng combo, có loại combo thì mình khi mà sử dụng thì mình mở, mà không sử dụng thì đường nó hơi bằng hoàng tí thì mình tắt. Nhưng dòng Hino với Hyundai đồ á, mình đang chạy Hino thì mình bật một lần thì tới hết đèo thôi. Tại vì khi mà các bạn đạp chân côn hoặc là đạp chân ga là combo nó tự động nó ngắt ha. Nó, cho nên là không cần thiết. Như xe hỗn bộ thì mình cần thiết phải tắt mở liên tục, còn cái này thì không cần thiết. Là mình sẽ sử dụng cái dòng xe Hino này, nó có ba nắp, ba tầng combo các bạn. Mình đang đi số 7 nè, số 7 thường ha. Ba tầng combo thì mình bật cái tầng, đây là cái cần combo, đây là cái cần thắng một các bạn, cái cần bên này là cần thắng một nè, đây là tầng combo nè, bật một nắp như thế này á đó, các bạn nghe không, là khi nào mình rà thắng á, là combo nó mới mở đó, buông. Trời ơi, ông xe ông đa à. Mình quay lại cái câu chuyện bật nắp đầu tiên á,
là mình ra mà cái chân mình bỏ cái chân thắng á, là cái bô nó mới mở đó các bạn. Đó mình buông chân thắng ra là hết nè, nè bỏ chân thắng vô là ăn nè, đó buông chân thắng ra hết nè đó. Nhưng mà với điều kiện thì mình đi đường đổ đèo dài 10 cây số như thế này á, thì mình bật nấc thứ ba đó. Cái này là mình đang chạy nấc thứ ba thì turbo lúc nào cũng hoạt động. Khi nào mà mình cắt côn hoặc là mình tắt turbo hoặc là cái chỗ đoạn bằng đó tua máy nó dưới 10 thì turbo nó mới tắt ha. Còn cái nấc ở giữa, nấc thứ hai á là nó cúp ít hơn đó. Cái nấc thứ hai là nó cúp ít hơn, nó hở cái độ hở của cái lưỡi gà, cái lưỡi gà ở trong cái miệng bô á nó hở hơn, thì đổ sử dụng cái tầng cái nắp thứ hai đó để đi cho những cái đoạn đường nó bằng bằng. Còn cái đời đèo Bảo Lộc này thì nó đổ chiều sâu, nó tới chiều dài nó tới 10 cây số, cho nên mình xài sử dụng cái nắp thứ ba đó. Còn về mức độ thắng thì khi mình đã đổ đèo thì mình càng hạn chế sử dụng thắng, càng ít chừng nào càng tốt chừng ấy. Thì đây cái combo là để hỗ trợ đổ đèo, khi đổ đèo dốc cao và sâu đi xe có tải. Bữa nay mình hơi bị chạm, các bạn đi ra đường đèo Bảo Lộc các bạn hãy chú ý nhớ cái cầu này nha các bạn. Nhớ cái cầu này, cái cầu này là tai nạn dữ lắm, từ cái cầu hẹp. Những anh chị em ở thành phố lên á, kể cả xe du lịch đồ cũng vậy, thì không biết á, hay chen ra thì các anh chị thấy cái đi tới cái cầu đó từ trên đỉnh đèo xuống khoảng một cây số á, một cây số, hơn một cây số tí là tới cái cầu đó. Thì cái cầu đó là một năm xảy ra không biết bao nhiêu vụ va chạm. Thì anh em hãy nhớ cái cầu đó nó không có tên tuổi gì hết, cái cầu đó mình dân lái xe chi tiếng này gọi là cái cầu hẹp ở trên đèo Bảo Lộc á đó. Thì anh em hãy lưu ý nhớ cái cầu đó nha. Tại vì khi xe lớn xe nhỏ gì cũng chỉ có hai xe du lịch với xe 3 tấn rưỡi thì mới hai chiếc qua một lúc được, chứ một chiếc xe du lịch, một chiếc xe tải cũng qua không lọt ha. Quay lại cái vấn đề sử dụng cách nguyên tắc đổ đèo và sử dụng thắng combo hỗ trợ đổ đèo cho nó an toàn ha. Thì những cái clip trước đó mình cũng có cái làm rồi, nhưng mà nó cũng chưa có chi tiết mấy. Thì hôm nay mình sẽ làm lại cái clip này, mình nói rõ ràng hơn về cái nguyên tắc khi sử dụng cái phụ trợ rồi hỗ trợ đổ đèo là cái combo ha, combo nè. Thì khi anh chị sử dụng combo từ khi tua máy nó mới còn thấp cỡ 10 là mình xài sử dụng cái combo. Mình đừng bao giờ mà để cái tua máy nó lên tới 15, 16 rồi mình mới xài combo, thì nó rất là hại máy ha. Nó thổi ron nắp blast, nó cong đũa xúc bắp ha các bạn. Các bạn sử dụng combo thì các bạn hãy sử dụng ngay từ đầu khi tua máy nó còn thấp, không để tua máy lên cao quá. Rồi đó là cái về vấn đề combo. Về vấn đề tua máy thì các bạn đổ đèo làm sao cho nó phù hợp. À, mình để tua máy, các bạn nghe, mình để tua máy nó không có bị gầm, không bị gầm máy đó. À, là mình chạy mình làm cả mình cảm thấy cái số nó phù hợp với cái tua máy đó đó, để mình đi cái đoạn đèo đó. Chẳng hạn như mình đang đi số 7 nè, tua máy 1400 là tua máy 14 đó các bạn. Thì mình cứ để đó, khi cái dốc sâu quá thì các bạn cho nó lên cỡ 16, 17 cũng được ha, nhưng mà không quá, để không quá cái vạch vàng. Không khi xe mình mà bị sự cố rồi hay là cái gì á, mình mới chấp nhận mình để nó qua tới cái vạch vàng. Còn cái xe mình đi tốc độ bình thường á thì các bạn đừng bao giờ cho cái máy của mình nó quay tới cái tốc độ qua tua máy qua cái vạch vàng nha các bạn. Rất là hại máy ha. Rồi thí dụ như cái xe của mình đây, nói về mức độ phanh thắng ha, thì làm sao để giữ đều cái tốc độ tua máy như thế này, tốc độ 40 như thế này mà không hao hơi, không nóng bố mà vẫn ít phanh, vẫn ít thắng, không sử dụng thắng nhiều khi đổ đèo. Thì các bạn cứ canh lên cái tua máy nó lên, các bạn nghe tiếng máy đang bình thường như vậy đúng không? À, thì nghe tiếng máy nó gầm lên một cái, các bạn nhá thắng nhẹ giữ nó tới ba cách mà để đá thắng đi đèo. Nhưng mà đây là mình lúc nào mình cũng kìm, không có cho cái tua máy nó lên đó.
mình giữ cái tua máy lúc nào cũng là 14, 14, 15, 14, 15, 14, 15, mình không cho tua máy nó lên nữa. Rồi cái chân thẳng của mình á, cứ nhấp nhả, nhấp nhả. Đó.